Úi cha ơi. Úi cha. Bà nhắn rá luôn đi. Úi trời. Úi con. Người mẹ khóc tu tu khi nhìn thấy con gái xa nhà 6 năm bất ngờ trở về đứng trước mặt. Một TikToker tên Quỳnh mới đây đã chia sẻ đoạn clip sau 6 năm xa cách, hai mẹ con đã vui mừng tới bật khóc khi gặp nhau. Cụ thể người mẹ đang làm việc thì con bất ngờ quay trở về. Vì muốn mang tới bất ngờ cho mẹ nên chị không thông báo trước mà lặng lẽ trở về nhà. Lúc gọi mẹ từ phía sau, chị có mang khẩu trang và kính che hết khuôn mặt. Khi quay lại thấy gương mặt có phần quen thuộc, người mẹ có phần nào ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi rói, vô tư như thường ngày. Dường như bà cảm nhận được sự quen thuộc giống gương mặt con gái nhưng chẳng dám tin cô công chúa bé nhỏ của mình đã trở về. Chỉ đến khi con gái cởi hết khẩu trang, kính rồi cười tươi rói và trách, mẹ chẳng nhận ra con, lúc này người mẹ mới quay người lại. Ôi trời! Ôi con! Bà ngay sau đó, hai mẹ con đã ôm chầm lấy nhau cho thỏa nỗi nhớ mong. Được biết con gái đã sang Mỹ 6 năm để sinh sống. Suốt thời gian dài vừa qua, đến bây giờ hai mẹ con mới có cơ hội gặp mặt. Hình ảnh con cái gặp bố mẹ sau thời gian xa cách khiến ai cũng nghẹn lòng. Chính vì thế mới nói, trong cuộc sống này, tình cảm mẫu tử và phụ tử là thiêng liêng nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.